Rồi, Trạng Bò Xa Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 23 tháng 10, em giao lưu cho anh em một số cái cảnh các loại, gồm có Triều Sơn, Tùng La Hán, Hải Châu, Cách Cách, Sam Núi Khai Thác, Sam Ngọc, Trách Ngựa, Sim Tím, Ổi Xị Rừng. Rồi mà số 1 là một cây sim tím nha anh em. Dòng này quả ăn rất là ngon nha. Cây này cục bay nè. Tây cành để sống khỏe hết nha anh em. Rồi em đo cái quanh đây nè. Cái quanh eo của nó là 19cm nha. Quanh eo là 19cm. Chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới đỉnh đọt là 42. Cây để sống khỏe nha anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 280 bao ship nha. 280 bao ship cái sim mà số 1 nha. Cái này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Cây này là viên một bầu rửa rồi nha anh em. Cây đã sống khỏe. Rồi qua mã số 2 là một cây cây ổi xị rừng nha anh em. Cây này viên một cây cầm rừng nha. Một cây cầm rừng gồm có 7 thân nha anh em. Một cầm rừng gồm 7 thân nha. Cây đã sống khỏe nè. Dòng ổi xị rừng thì quả ăn rất là thơm ngon nha. Vươn một cái cụm rừng nha anh em. Thân của nó thì gần một ném tay nha, tầm 10cm đó, 82cm nha. Chiều cao tính từ mặt chậu nè lên tới cái đỉnh đọt là 55 nha. Rồi chiều cao là 55. Em đo tổng cái hoành gốc của nó là 69 nha. Hoành gốc là 69, chiều cao là 55. Ngang tàng là 70 nha anh em. Ngang tàng nó là 70 nha. Cụm này khá là to nha. Rồi, giao lưu cho anh em là 330 em bao ship nha. 330k em bao ship cây ổi mã số 2 nha. Dòng ổi xị rừng, quả nhỏ nhưng mà ăn rất là thơm ngon nha anh em. 330 em bao ship. Rồi qua mã số 3 là một cây sim nha. Cây này cốt lung lật này nha anh em. Cốt lung lật này, vì một cái củ đớ nó dung lên rất là đẹp nha. Cốt lung lật nha anh em. Rồi em đo cái vành này là 40 nha. Vành gốc là 40 nha. Chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới cái đỉnh đọt nó cũng là 40 nha. Cây đã sống khỏe nha anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 250 em bao ship nha. 250 em bao ship cái sim mã số 3 nha. 250 em bao ship. Rồi qua mã số 4 là một cây trách nha anh em. Một cây trách ngựa này. Cây này lúa rất đẹp nha. Cây được làm lúa rất đẹp nè. Cây này giang bay nha. Một cây trách ngựa giang bay nè. Tây cành là mịn hết nha. Rồi em đo cái quanh nè. Quanh gốc đây là 16cm nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 20. Cây này nó bay từ siêu đuôi đây nha. Nó bay tận trước đây là 35 nha anh em. Cây trách ngựa mã số 4 giao lưu cho anh em là 200 bao ship nha. 200k em bao ship cái trách ngựa mã số 4 nha. Rồi qua cây trách ngựa mã số 5. Cây này mọc cốt hai thân nha anh em. Tây cành nè, mọc cốt hai thân, tây cành rồi là già mịn hết nha. Cây lúa đẹp nè. Cây này cũng cốt bay nha anh em. Rồi em đo cái vành của nó là 25. Quanh gốc 25 nha. Chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới cái đỉnh đọt đây là 25 nha. Quanh 25, chiều cao 25. Cái này là bay từ siêu đây là bay tao trước là 38 nha anh em. Cây lúa rất là đẹp nha. Rồi giao lưu cho anh em là 250 em bao ship nha. 250k bao ship cây trách ngựa mã số 5. Rồi qua mã số 6 là một cây sam nha. Sam núi khai thác nha anh em. Cây thân chậu nha. Cây bộ đớ rất đẹp nha. Cây dáng quen nhân nè. Đường thân co lét rất là mềm mại nha anh em. Cây này là một cây sam ho nha anh em. Cây sam ho. Rồi em đo cái vành thân đây nha anh em là 7,5 nè. Chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 45. Cây này nó rớt từ trên đây xuống ở dưới đây là 35 nha. Cành rớt của nó là 35.
cây dáng quen nhau nha, đường thân là co lét nha nè, cây thân chậu, cây được do chậu đẹp hết rồi nha. Rồi giao lưu cho anh em là 370 em bao ship nha, 370 em bao ship bao chậu luôn nha, anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn. Rồi qua mã số 8, qua mã số 7 nha. Mã số 7 là một cây hải châu, cái này em đo cái vành gốc là 20 nè, cây bồ đớt trải điêu hết nha, vành gốc đây là 20 nè, vành mọc thân đây là tầm 11 cm nha anh em, chiều cao tính từ mặt chậu nè lên từ đỉnh là 22 nha, từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 22 nha, ngang tan là 35 nha anh em. Cây được vô chậu rất đẹp nha, bộ đớ là nó trải điêu luôn nha, cây này mới spa lại nha anh em. Cây dòng hải châu biển đảo sông Câu nè, dòng lá rất là dày bóng nha. Rồi giao lưu cho anh em là nem trem bao ship, anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn nha, nem trem ca bao ship bao chậu, dòng lá nè rất là dày bóng nha anh em. Rồi qua mã số 8 là một cây sam ngọc nha, cây sam ngọc, cây này rất già nha anh em, bộ đớ cái này khá là to nha, cây được vô chậu đẹp hết nha anh em. Em đo tổng cái vành gốc của nó là 65 nha, chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới đỉnh đọt là 40, ngang tan là 45 nha, cây này rất già nha anh em. Dọc sam ngọc thì hoa chùm về chùm rất là đẹp nha, cây này nó cũng đang cho hoa nè, hoa chùm chùm. Rồi cây sam ngọc mã số 8 giao lưu cho anh em là 450 em bao ship nha, 450k bao ship bao chậu luôn nha, anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn, 450 bao ship bao chậu. Rồi qua mã số 9 là một cây cách cách nha anh em, dòng này hoa nó nở rất là thơm nha, dòng này rất nhanh là cho hoa và hoa nở rất là thơm nha, cây này viên một cái củ này nha anh em, cây này nó viên một cái củ nó gút đọt lên dốt đọt rất là đẹp nha. Em đo cái vành của nó là 30 nha anh em, vành củ đấy là 30 nè, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 50 nha, ngang tan là 60. Cây cách cách nha anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 270 em bao ship nha, 270k bao ship cây cách cách mã số 9 nha. Rồi qua mã số 10 là một cây hải châu, hải châu sông Cầu nha anh em, dòng lá này cực kỳ đẹp nha, dòng này quả rất sai và quả to nha, hải châu này hết mùa trái đó nha anh em, cây này bộ đớ khá to nè, em đo cái vành gốc của nó là 45 nha, vành 45, chiều cao là 50, ngang tàng là 45 nha anh em, vành gốc 45, chiều cao 50, ngang tàng là 45, cây mọc cốt hai thân nha, cây mọc cốt hai thân, bỡ đớ rỡ nơm rất đẹp nha. Rồi giao lưu cho anh em là 370 em bao ship nha, 370k em bao ship. Cây này anh em nào lái là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em nha, bên em là chậu xi măng là không qua ship nha anh em, anh em nào lái là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em. Rồi qua mã số 11 là một cây tùng La Hán nha anh em, cây này em đo cái vành thân của nó là được 10 cm nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 65, ngang tan là 50 nha, cây cũng khá là già rồi nha. Rồi cây tùng La Hán mà số 11 giao lưu cho anh em là 300 bao ship nhé. Cây tây cành cũng khá là rộng nha anh em, 300k bao ship. Rồi qua mã số 12 là một cây chiều xuân. Chiều xuân cây này có một cái củ gút đọt lên rất đẹp nha anh em. Củ gút đọt rất đẹp nha. Rồi củ này em đo cái vành là 48 nha.
vành góc là 48, chiều cao tính từ mặt tàu lên đỉnh đọt là 45. Vành 48, chiều cao 45. Cây này giao lưu cho anh em là 250 bao ship nhé, 250k bao ship. Bên em là chậu xi măng là không có ship nhé. Anh em nào lái là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi, chào anh em.